Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Nguyễn Đức Mẫn. Cách lựa chọn trường Côn Mây phù hợp học võ như thế nào? Trong video này, tôi Nguyễn Đức Mẫn sẽ chia sẻ cùng các bạn cách lựa chọn trường Côn Mây phù hợp để tập võ nhé. Trước mặt tôi đây là lô trường Côn Mây mới về, và trường Côn Mây thì 100% chất liệu là cây rừng được mang về giáp nhẵn và cắt thành một cây với chiều dài là 1m8. Vì nó là cây rừng 100% nên nó có nhiều chất lượng và đường kính khác nhau, nên không tránh đổi những cái vết đốm hay là vết lõm ở trên cây. Đây các bạn nhìn rõ nhé, ví dụ như những vết đốm ở trên cây nó như thế này. Đấy, vì nó là cây rừng mà. Đấy, rồi những cái vết lõm ở trên cây, về trên thân cây vết lõm. Đó. Chỉ có những cái cây ví dụ như là trường côn gỗ thì nó sẽ nhẵn do chúng ta bào, do tạo nên thì nó đẹp như vậy. Còn đây nó là chất cây rừng. Về cơ bản thì trường Côn Mây nó sẽ có đường kính từ 2 đến 3 cm tùy từng lô về, và nó sẽ có 3 loại: cây già, cây bánh tẻ, cây non. Và mỗi loại thì nó đều có ưu và nhược điểm. Mình sẽ lựa ra 3 cây, 3 chất liệu: già, non và bánh tẻ để review cho anh em xem nhé. Đây, mình đã chọn sẵn đây là 3 cây. Đây, ví dụ như cây này là cây già. Đấy. Cây già thì nó có ưu nhược điểm như thế nào? Cây già này thì nó có cái ưu điểm đó là nó sẽ rất là nặng và cứng. Thế nhưng mà nó lại dễ bị nứt nhé, anh em nhìn này, dễ bị nứt đấy, và rất cứng. Đấy, khi cái độ đàn hồi nó sẽ kém hơn. Nó vẫn có đàn hồi nhưng mà nó sẽ kém hơn. Cây bánh tẻ, đây mình đã lựa ra một cây bánh tẻ. Cây bánh tẻ thì nó có cái đặc thù và ưu nhược điểm như thế nào? Cây bánh tẻ này thì nó độ cứng vừa phải và độ đàn hồi của nó tốt. À, các bạn nhìn nhá. Đấy. Thì khi mình nhả ra thì nó sẽ trả lại như cũ. Cây non thì nó sẽ nhẹ và dẻo dai hơn, nhưng độ đàn hồi nó sẽ bị kém và không tự trả lại khi bị uốn cong. Đây, ví dụ mình lấy một cây non nhất cho anh em xem này. Đấy, mình sẽ uốn cong này. Thì nó sẽ hơi cong. Đấy, cây nó sẽ hơi cong một chút. Đấy, nhưng mà khi mà mình nắn ngược quay lại thì nó sẽ thẳng lại trở lại. Tùy cái mục đích sử dụng của mình, em sẽ lựa chọn cho mình một cây trường côn cho nó phù hợp. Với người lớn thì mình có thể dùng cây già, thì khi mình tập sẽ cảm giác nó nặng và đầm tay thì cảm thấy nó thích hơn. Với trẻ em thì chúng ta sẽ dùng cây nhẹ và dẻo dai, đánh nó sẽ đẹp mắt. Hoặc một số anh em chọn trường côn để làm cán thương thì mình sẽ chọn những cây có đường kính từ 2,5 cm trở xuống và có độ dẻo, khi đánh nó sẽ có độ rung lắc, sẽ đẹp mắt hơn. Tôi vừa chia sẻ với các bạn các loại trường côn mây tập võ và mục đích sử dụng để các bạn lựa chọn trường côn mây tập võ sao cho phù hợp. Các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nguyễn Đức Mẫn. Các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy bấm chuông subscribe để không bỏ lỡ video tiếp theo. Cần tư vấn miễn phí hãy comment phía dưới hoặc inbox Zalo 0988 277 992. Chúng tôi sớm có phản hồi. Xin chào và hẹn gặp lại.